Mỹ Thường chia sẻ cũng khá nhiều dự án. Một cái tâm điểm đó là với cái tầm tài chính tầm khoảng là 10 đến 20 tỷ đó Mỹ Thường, thì Mỹ Thường có thể là chia sẻ cho quý anh chị là những cái dòng sản phẩm và những cái biệt thự hoặc là những cái loại hình đất nào mà phù hợp với quý anh chị mua thời điểm này là để ở và đầu tư được. Dạ, tầm tài chính mà từ 10 tỷ đến 20 tỷ á, nếu như mà quý khách mà thích chọn đất về đất thôi á anh, thì mình có thể chọn những dự án như là Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, đất nền, biệt thự. Tổng quy mô của Thái Sơn là gần 50 hectare phòng Mỹ Thường, và trong khu dân cư Thái Sơn nó có diện tích là ngang 10 dài 25. Dạ đúng rồi, hầu như là chỉ là nền biệt thự, nguyên khu đó là biệt thự hết á anh. Thì tầm 250m2, thì giá khoảng hiện tại ở Bộ Thái Sơn, Thái Sơn Bộ Quốc phòng á, thì khoảng tầm 62 cho đến 80-90 triệu một mét tùy đường. Dạ. Vậy là tổng diện tích 250m2 thì giá rơi vào tầm khoảng từ 16 đến khoảng 20 tỷ tùy vị trí phải không? Dạ đúng ạ. Khá phù hợp cho quý anh chị khi mà lựa chọn một cái biệt thự khá đẹp. Thì như Phước Sửu đang bay livecam thì ở đây nó khá hợp lý đó Mỹ Thường. Thì ở đây á, là được cái là 50 hectare, 49 hơn 49 hectare. Nhưng mà ở trong này là toàn bộ là biệt thự hết luôn. Dạ. Nên sau này nó trở thành một cái khu khá đẹp luôn, khá đẳng cấp luôn, toàn bộ biệt thự. Và đặc biệt là thêm một cái mô típ mẫu giống nhau hết toàn bộ. Dạ đúng rồi. Dạ. Và vị trí của dự án này rất là đẹp, vì đó là dự án duy nhất mà thông được từ đường Nguyễn Hữu Thọ và sang Lê Văn Lương. Chính dạ, xác. Và kế bên nó giống như là phía đầu của Phước Kiển á anh. Sau đó là tất cả những cái dự án lớn như Celesta, Zayget và những cái dự án La Villa, Nai Sao đều nằm trên trục Nguyễn Hữu Thọ. Dạ. Rồi nói tiếp đến cái dự án Thái Sơn thì bắt đầu Sửu và Mỹ Thường sẽ bay livecam qua để cảm nhận được cái khu La Villa và Nai Sao. Thì ở đây những cái dòng biệt thự mà xây nhà sẵn phong Mỹ Thường thì ở đây thì có giá khoảng bao nhiêu vậy Mỹ Thường? Dạ, La Villa thì hiện tại giá là tầm khoảng 11 tỷ cho đến 16 tỷ thì để cho có nhà liền thổ. Diện tích như thế nào đối với những căn như vậy ạ? Dạ, diện tích thì là ngang 5 dài 17, ngang 5.5 dài 17 hoặc là ngang 6 dài 17. Thì khu này thì đã có một số nhà là đã hoàn thiện rồi. Còn lại là chủ đầu tư sẽ là bàn giao hoàn thiện bên ngoài và thô bên trong. Dạ quá tuyệt vời. Ngoài ra còn có những cái căn biệt thự giá từ 20 đến 40 tỷ và những cái căn gọi là bên hầu và những cái căn gọi là biệt biệt thự ven sông nữa không biết chưa. Dạ, đó là những cái căn mà đẳng cấp hơn thì với mức giá nó sẽ cao hơn so với những căn thông thường ạ. Đúng rồi, thì bây giờ là Phước Sửu và Mỹ Thường chắc là đang đi giữa một cái dãy biệt thự khá lớn. Thì Mỹ Thường có thể là review cho anh quý anh chị khi mà những cái sản phẩm là VIP thì có thể chọn lựa ở một cái khu dân cư mới hoàn toàn hay không. Và Mỹ Thường review cho mọi người thấy là Phước Sửu và Mỹ Thường đang đi giữa khu dân cư nào vậy? Dạ, hiện tại hai anh em đang đi dạo giữa một cái dự án rất là thuộc loại là VIP nhất Nhà Bè. Đó là dự án Zayget Nhà Bè. Dạ. Khu này là cái công viên lớn nhất của dự án, trung tâm của dự án đó, giai đoạn 1 đó anh. Thì ở đây là có nhiều rất là nhiều sản phẩm, shop house, nhà phố, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập. Thì ở đây VIP nhất là biệt thự đơn lập view sông. Dạ, anh có thể nhìn ở dãy phía bên kia. Khá đẹp, một cái biệt thự mà hai mặt tiền trước sau và nhìn ra là một cái công viên bờ sông khá đẹp luôn. Chà, một cái khung cảnh khá nên thơ, một nơi gọi là gió mát lồng lộng phải không Mỹ Thường? Dạ vâng ạ. Có lần em dẫn khách vào khu này á, và khách em nói là em có biết lý do tại sao mà những người có điều kiện người ta hay chọn những cái khu như thế này để ở không? Thì khách chia sẻ là nếu mà được ở những cái khu biệt thự như thế này á, thì tuổi thọ của chúng ta sẽ có thể tăng thêm 10 năm nữa đó anh. Yeah, quá tuyệt vời luôn. Thì một cái dòng sản phẩm cũng gọi là sự lựa chọn cho quý anh chị và khách hàng. Thì Nhà Bè là một cái tâm điểm gọi là vùng trũng của bất động sản phòng Mỹ Thường, sẽ là một cái nơi gọi là đầu tư cực kỳ hợp lý cho quý anh chị và khách hàng. Rồi, để có nhiều thông tin hơn nữa về bất động sản tại khu Nam Sài Gòn thì quý anh chị inbox cho ngay cho Phước Sửu ha. Và hãy liên hệ với Mỹ Thường Nhà Bè theo cái số hotline bên dưới. Phước Sửu và Mỹ Thường
có khá nhiều cái thông tin sản phẩm cực kỳ tốt cho quý anh chị đầu tư vào lúc này. Và chắc rồi, pháp lý hoàn toàn là hợp lý và gọi là bền vững, gọi là sổ hồng cầm tay ngay, mua bán sang tên. Và đặc biệt có những cái căn biệt thự gọi là view bờ sông nhưng mà giá khá hạt rẻ luôn Phương, Mỹ Thường. Dạ đúng rồi. Giống như những cái vị trí mà Phước Sự và Mỹ Thường đang đứng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau nha.